cho bạn món của baby nè. Hai cho bạn. Trời ơi, nghe không? Hai cho bạn. Này là bún thịt nướng các bạn. Đây họ làm rất là ngon luôn. Nhưng mà tiếc là cái này nó hơi nguội rồi các bạn. Hơi nguội là tại hồi nãy mới nấu xong. Không phải nấu, mới mua xong rồi để đó. Xong rồi đi đón hai con nấm này nè. Trời gió quá trời luôn các bạn ơi. Cầm đang qua cái chừng đổ. Này, để ớt vô. Ok. Ok. Quậy đều vô nè. Để vô. Mời. Ngon không nè. Hấp dẫn không? Nghe mùi thơm thấy thèm rồi. Muốn ăn cái này không? Ăn cái này không? Nghe không? Thầy mày hỏi muốn ăn cái này không kìa. Chả giò nè. Giá các bạn. Nãy là nóng. Nhưng mà ngay đây á, đằng sau là cái hồ nước các bạn thấy không? Nên nó lạnh. Rớt luôn rồi. Bye bye luôn. Cảm ơn các bạn. Người nào người đó tự lo thôi. Hai con mắm ăn cơm. Người ăn bún. Mami, mami ăn. Đây các bạn. Khổ không? Đang ăn nó đòi đi washroom. Ở đây thì có phòng washroom chứ không phải không. Nhưng mà đi thì may là ngồi ở đây nó gần á, chứ nhiều khi hả, cái phạt này nó rộng lắm. Nhiều khi mà ngồi xa xíu là coi như là đi chung quần. Đi bậy rồi. Nó làm rất là vừa luôn các bạn. Úi trời ơi, con ong nè, con ong đi xin ăn luôn. Chứ nào ăn đi con. Ăn châm đi. Cái gì vậy? Đi ăn đàng hoàng à. Nữa. Ok. Nó không chịu hành nữa các bạn. Thấy cái gì xanh xanh cái là nó không chịu. Mày cần phải hát trong mùa đi. Thử đi lấy đi. Này là rau không nữa. Nhưng mà ăn nó ngon. Thế mày muốn uống trước, nhưng thế mày uống trước không phải. Chừng nào mà con muốn trước á, thì con uống trước. Mày không nhường đứa nào lớn, đứa nào nhỏ đâu. Người nào muốn trước thì người đó được trước.
nhường á, nhiều khi thấy nhỏ nhường cho nó đâu công bằng cho đứa lớn đâu. À mà mẹ gì gì chứ. Dạ, à mami gì dạ. Double. Don't spill it now. Nên là hai đứa mình giành nhau gì á. Mình sẽ cho đứa nào mà hỏi trước thì mình sẽ cho. Đứa nào hỏi sau thì ăn sau. Thật không ạ? Cho nó ngồi rồi kế ăn. Không phải là ngồi mà là nó đứng. Nó đứng ăn luôn. Nó ngồi nó không tới cái bàn đó mà. Ăn kìa. Trời giờ nè các bạn. Cái này không có cay đâu. Ngọt là gì chứ? Chả giò họ làm ngon, giòn luôn. Này nguội rồi. Look how many you have, and I have more. It's 11. And you have more than me. Cầm không có dục nữa phải không? Ăn trước á. Wanna be like me? What? Do you want to be like me? Yeah. Do you wanna be like Tana? Wanna be like you? Wanna be like mommy? Wanna be like daddy? Wanna be like Tammy? Wanna be like grass? Thôi mình ăn đàng hoàng rồi. Yeah. Ok. There's no you now. Tana mom didn't get any you now. Không biết các bạn có nghe được không? Gió quá trời. Bạn phải đắp một cái bài bài không? My uncle. Okay, I'll get this sweater. Okay. Stop. Stop. I love you.
trên mặt nó nữa. Cái kêu sao mình lấy áo cho em đó. Xuống. Ấm chưa? Ấm. Ấm rồi, ăn đi. Ăn được bằng kịp. Ăn cơm đàng hoàng luôn luôn rồi. Được. Đi ăn cơm đi. Ăn cơm xong chơi phết. Mày quên nữa, quên đem đồ ăn cho dịch nữa các bạn. Mommy. Không ông các bạn. Nó nghe mùi ngọt á, chắc là nước mắm không? Nó qua, nó đi ăn ké. Xem nè. Hey, Xiaomi. Don't eat. No, no. Lấy giấy đó nữa. Hả? What? Xem nè. Lấy giấy nào. Mommy làm gì? Muốn giấy. Muốn giấy mommy. Muốn giấy mama. I want to the carpet. Bạn ngồi các bạn. Mommy look. Big and away. Big fat. White. Giờ lạnh này mà ăn lẩu á. Đã. Ăn lẩu hoặc là làm ăn đồ nướng. Đây không một hồi gió thổi bay. Ăn cơm trước nè. Mommy, look how many legs I have. My look how many legs Chana has. Mama Mina. You open this. Oh, open it for you, Tana. Open this. Open this. I got the bee, okay, Tana? Okay. I want hết sạch sẽ. No.
Yeah. No. Yeah. You don't have any hair? No. Okay, you have no hair. Đâu có chất thịt cho hai đứa. Mommy, I want my baby hair. Người giật bỏ hết. My baby hair. My now you can eat your fruits. Mommy, nhấp bỏ. Đang còn trái cây nữa nè. In the jungle. Trái táo giờ là trái nho nữa nè. Hey, get away! Get away from my food! Mà I eat. Oh, wait. Nhờ, thích trái nhỏ lắm. Nhờ này ngon. Nhờ đen nè. Cái vỏ nó hơi chát chát nhưng mà nó ngọt chát. Mình không thích chua. Chua thì có gì mà chua thì chua để mà ăn cái muối ớt thì được. Wait! Móng mày lạnh quá nó đổi màu rồi. Have some more drinks. Đứa nào muốn dục cái bạch tán? Me. Nó ồn, bay mất tiêu rồi. Wow, that's a big mess. Cái thùng cơ bạch ngày đó. Hai đứa này hả? Trợ giúp là thích lắm. Ngon không? Hey. I'm in the dark and to the bomb to the bay. In the dark and to the bomb to the bay. Con tên gì? Sao mày qua bên này nè. Qua bên này nè. Nghe không? Nó thích nho này lắm. Nho khác nó không ăn nữa. I only like this one. Can I have one? Hai miệng kia. Khi nào hai miệng kia. Ok, cơ mommy. Khi nào hút mưa mẹ cái được không? Không có đeo đi. Gió ớ lạnh lắm, chảy mũi rồi. Ăn xong đi về thôi các bạn ơi. Không có ngồi chơi được nữa. Đâu có đâu. Ăn crepes. Nè 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 nè, mẹ có cái này nè. Cái này muốn ăn crepes phải không? Uh-huh. Oh, my shit. Một hồi nữa mẹ sửa cho. My, I don't want. And then you kiss me. My, I don't want to eat anymore because I eat a lot. Can I eat? No. Đây, tha mình không? Wait, Jenna, Jenna, move. Cho mẹ ăn không? Trời ơi, chết chắc tụi nó để vô miệng kêu mình đi lấy nè. Bạn thấy không? Nè, vô miệng gì đó, nó kêu mình đi lấy đó. Mình để ngoài thôi, nó để bên trong luôn, nước miếng không à. But did you, mommy, is this both apples? Ngoài trái quá trời luôn nè. Okay, ăn đi. Nè, mẹ cắt coi. Nè, có đem dao nữa không mẹ? Mẹ đem đủ thứ luôn.
But why is it so easy to open? Why is it so easy to open? Kids don't use this knife at home. Nó kêu mấy đứa nhỏ đừng có lấy dao. Don't play with it. Don't cut yourself. Or don't cut your fingers. It will hurt yourself. Bên này các bạn, người ta không có bỏ vỏ, người ta nói cái vỏ đó là cái chất tốt nhất của nó. Được rồi. Trời ơi, đâu phải baby đâu mà muốn smaller. Ăn. Thế này ăn không? Nè. No. Chị có biết cái gì hết? Hello. You can see my mouth. Con nó chơi gì kìa. Mình quên đem cái gì rồi ta. Mình quên đem baby hai đứa đi chơi rồi. Chứ nào nhớ baby không? Hồi nãy mình nói đem baby đi chơi, mình quên đem baby đi chơi rồi. Well, oh well. Then like, oh well, we don't need it. Nè, cho kia nào hết luôn nè. Cầm luôn đi. No. Cho nó hết đó không? Ngon. Clap là vỗ tay á. Học tiếng Anh luôn các bạn. Mới học được từ hai đứa được nhiều lắm á. Sena ăn cái gì vậy? Ăn đang nha. Grape là nho đó các bạn. Cái này kêu gì thế nữa? Nho. No. Tiếng Anh kìa. Grape. Thiên hả? Cái này gì vậy? Grape. Nó kêu grape. Grape. Đúng là grape. Của Tammy đó. Tammy kêu grape là đúng rồi đó. Tammy big boy. Mà chan là kêu grape. Grape. Chan kêu cái đó. Trời ơi, giận rồi mà đây nè. Giận. Ok, mẹ xin lỗi. Mẹ trả lại nè. Ok, mẹ xin lỗi. Hết giận chưa? Hết giận mẹ chưa? No bầm. Không phải cứ giận là bầm. No bầm no. Trời ơi, coi nó khôn không? Nó đưa cái giò qua xong một hồi nó bay qua đó. Nó khôn khôn ngon à. Cái gì vậy? Nói gì không hiểu gì hết vậy? Nói gì vậy? Bộ cục vô ngà nè gì? Mau mày ăn hết không? Được không? Mà mày muốn ăn hết cái này. Baby drip. Nó nhỏ nó gọi baby. Mommy, daddy's gonna give candy to people. Oh no. No, baby. Baby daddy. Nom 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 nom. Cho mommy ăn baby đi. No. Please. Oh, trời ơi. Go mama. You. Ok, say bye cô chú đi. Bye cô chú. Bye cô chú. Trời ơi, chú kìa, coi nó chú mở đâu. Đâu cô chú kìa. Xem nào, nó chú chú. Bye cô chú. Bye cô chú. Bye cô chú.
Bye. Mì gió cái đi.